Chào các bác nhá. Đây là cái mẫu bình xịt khói chống ong đốt cho các bác khai thác ong mật nhá. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác cách chi tiết để nhóm cái bình này, nhóm mửa cái bình này nhá. Đây, đầu tiên là cái khay này này, ở trong này nhá. Các bác bẻ cái chân này lên. Bẻ chân này lên nhá. Bẻ chân lên cho nó đứng lên. Để nó tạo ra cái độ khoang nhá. Đây, các bác đổ bẻ lên này. Xong các bác thả ở dưới này. Nhá. Các bác lưu ý này, cái vật liệu ấy thì mình sẽ dùng giấy mình nhóm, thì còn cái này sau này các bác sẽ dùng mùn cưa hoặc là dùng chấu. Thì cái này tôi kiếm được cái mùn cưa nhưng mà nó hơi to nhé, chắc là sẽ cháy nhanh đấy. Rồi các bác mà kiếm được cái mùn cưa mới thì cho mùn cưa to đi, sau các bác cho mùn cưa nhỏ vào ấy thì nó sẽ được lâu hơn nhé, lâu hơn. Đây bây giờ các bác nhóm cái giấy vào trước này. Rồi, bây giờ mình bỏ mùn cưa vào, bỏ cái to trước nhá. Đây các bạn thấy không? Bầu gió này, cái hổi này, hổi này. Đấy, tiếp tục bỏ vào nhá. Rồi. Ôi, đóng rồi đi. Cái này mà các bác kiếm được cái đấy nhá, kiếm được cái mùn cưa nhỏ ấy thì nó cháy rất lâu nhá. Rồi. Đây các bác nhá. Rồi thế này đã hoàn thành nhá. Như nhà máy Vân Đạo. Đấy. Các bác đi khai thác ong các bác chỉ cần xịt xịt vài cái này. À, có ra là bảo ong sợ ong dạt hết ra một bên nhá. Đấy. Đây các bác dùng thì cẩn thận nhá. Chung quanh này nó sẽ bị bỏng ấy, thì nó có cái nan này là nan chắn bỏng cho mình này, bảo vệ bỏng chống bỏng này. Thì các bác cầm ở phía ngoài thôi, các bác đừng vai ở trên này nhá. Đấy. Thế khi các bác dùng thì các bác chỉ phải thôi. Đấy. Thì nó sẽ tuôn ra khói để cho đuổi ong đi nhá, để cho các bác làm việc nhá. Các bác lưu ý này, cái phần trong này các bác để ít thôi nhá, các bác để ít thôi, để cho nó cách cái này cả đến hai đốt con tay vào nhá. Các bác đừng đổ nhiều quá, đổ nhiều quá là nó ém chặt quá là nó hơi nó không lên được đâu, nhiều khi nó sẽ tắt đấy. Các bác chỉ đổ ít là được rồi, đổ rất ít thôi. Đây. Rồi. Rồi bình hụt khói cho anh em khai thác ong mật nhá, mình xịt khói chống ong đốt. Đấy nhóm rất đơn giản các bác nhé, một mẩu giấy thôi với một ít mùn cưa là mù mịt luôn rồi. Rồi. Đấy các bác thấy không? Đấy. Rất là mạnh nhá, rất là nhiều khói. Rồi các bác có nhu cầu mua hàng thì mua ong liên hệ với lại Ngọc Ánh nhá. Bình xịt khói chống ong đốt. Ngoài cái sản phẩm bình xịt khói ra nhá, bên shop còn có những cái mẫu khác, phụ kiện khác phục vụ cho anh em nuôi ong. Đấy là dao cắt bít này, dao cắt bít này, mũ chống ong đốt này, mũ chống ong đốt này. Cái này là cái mũ không nhá, này cái mũ không. Cái này là cái áo liền mũ này, áo liền mũ chống ong đốt. Rồi xin chào các bác nhá, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Đây. Lúc nào các bác cần các bác khuẩy vài cái thôi. Đây, lượng khói rất là nhiều. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại trong những video sau nhá.